Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 21 trang 12 chính tả. Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1. Câu E, điền vào chỗ trống R hoặc G. Rồi ở đây các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi dính nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên comment ở bên dưới video là thưa thầy em đúng hay là em sai, cho thầy giáo biết nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 này như sau. Câu A, điền vào chỗ trống R hoặc G. Mưa răng trên đồng, uốn mềm ngọn lúa, hoa xoan theo gió, rải tím mặt đường. Tiếp theo các em sang câu B, đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm. Rồi các em có thể quan sát thấy những chữ in đậm: môi, mong, rơ, thoang, tan. Bây giờ các em đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã thích hợp trên những chữ in đậm này. Rồi ở đây các em cũng bấm tạm dừng video và các em đừng quên comment trước khi các em bấm tiếp tục nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành câu B là như sau. Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau. Rồi các em cũng bấm tạm dừng video và các em làm ra dính nháp. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng hoàn thành bài tập số 2 này như sau. Cây mai cao trên 2 mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc, tán tròn tự nhiên, xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Mai tứ quý nở 4 mùa, cánh hoa vàng vàng thẫm, xếp làm 3 lớp, 5 cánh dài đỏ tía như ức gà trọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm, đính trên tầng áo lá, lúc nào cũng sum xuê một màu xanh chắc bền. Đứng bên cây ngắm hoa xem lá, ta thầm cảm phục cái màu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa. Đã có mai vàng rực rỡ, góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý cần mẫn thịnh vượng quanh năm. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.